Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả quý cô chú anh chị đã đến với kênh YouTube của em Nguyễn Thái Dương. Thì trong cái video ngày hôm nay, em Dương sẽ chia sẻ hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cách phân biệt quả bồ kết cháy nắng và quả bồ kết không cháy nắng, và phương pháp vấn đề thứ hai là em Dương sẽ chia sẻ về cái phương pháp phơi quả bồ kết làm sao cho nó không bị cháy nắng các bác nhé. Thì trong thời gian vừa qua có một số anh chị có bình luận và có nhắn tin cho em Dương hỏi là làm sao để phơi được một cái quả bồ kết nó đen bóng đẹp, trữ lượng dầu trong quả bồ kết nó cao. Thì cũng có rất nhiều bác đang kinh doanh quả bồ kết mà không biết cách phơi, thì nó dẫn đến hiện tượng cháy nắng quả bồ kết ép khô. Hôm nay trong cái video ngày hôm nay em Dương sẽ quay quả bồ kết cháy nắng và quả bồ kết không cháy nắng nha bác nhé. Thì trân trọng kính mời tất cả các bác theo dõi hết video ngày hôm nay để có được những cái cách làm, cách bảo quản và cách nhận biết những quả bồ kết nha các bác nhé. Em sẽ chuyển cảnh sang quả bồ kết, mời các bác đón xem. Dạ vâng, như các bác đã thấy trước mặt em thì em đang có chuẩn bị một đĩa bồ kết. Thì bên phía bên tay trái đây là quả bồ kết bị cháy nắng nha các bác nhé. Còn phía bên tay phải là những quả bồ kết khô đã được em Dương phơi đúng quy trình, đúng kỹ thuật thì nó đen đẹp đều bóng. Cái quả phía bên tay trái này là do em Dương đi thu hoạch, thì là trên cây có một số cành nó do gặp phải thiên tai gió bão thì nó bị gãy ngay ở trên cây. Thì em Dương tiếc em nhặt về làm cái video cho các bác. Khi cái cành bồ kết nó gãy ở trên cây thì là nó không được ủ, cho nên là nó ngày hôm sau là có ánh nắng nó chiếu vào luôn. Thì đây là nó khô giòn rồi nha các bác nhé. Khô giòn rồi nhưng mà nó vẫn có cái màu xanh và màu vàng. Đó các bác. Cái cách khắc phục của cái quả bồ kết cháy nắng này đó là khi mình thu hoạch về thì mình ủ chín nha các bác nhé. Ủ chín trước khi phơi, có thể ủ chín tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Ở trong cái điều kiện thời tiết nó thoáng, không khí thoáng, không để quả bồ kết nó mốc. Sau đó mình mang ra mình phơi thì là quả bồ kết nó đen. Mà nếu mà các bác phơi ở cái nắng trong vòng 1 đến 2 nắng đầu tiên thì mình nên phơi ở những cái nắng nhẹ nha các bác nhá. Phơi ở trong bóng râm được thì càng tốt. Sau đó quả bồ kết nó đen rồi thì các bác mới phơi ở cái nắng to. Nếu bác đã thấy thì là em đang cầm quả bồ kết đen đều đẹp. Không phải là nó mẩy hay là không mẩy nha các bác nhá. Những quả bồ kết mẩy này mà khi các bác vặt về nó còn xanh, nó còn màu vàng mà các bác phơi ngay thì chắc chắn là nó sẽ thành những cái màu như thế này. Đấy, mình ủ được thì là cái lượng dầu trong quả bồ kết nó sẽ cao hơn. Mình coi như kiểu là mình giấm chín nó đi ạ. Đó, các bác có thắc mắc gì thì vui lòng bình luận xuống dưới cái video. Có thắc mắc gì em Dương sẽ giải đáp thêm cho các bác. Dạ vâng, thì trên đây là toàn bộ những cái em Dương chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác có thể, các bác nào chưa biết cách ủ thì có thể là xem tiếp những cái video em đã đăng lên kênh. Xem tiếp những cái video ở bên dưới thì em đã có những cái video hướng dẫn cách ủ quả bồ kết nha các bác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã theo dõi video.